Điều kiện vệ sinh cá nhân và môi trường còn kém, tình trạng ô nhiễm nguồn nước dẫn đến sự lây lan của một số dịch bệnh như tả, lỵ, thương hàn. Và do đó, việc sử dụng nguồn nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh là hết sức cần thiết. Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động đã trở thành một hoạt động thông lệ hàng năm. Sáng nay tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phát động tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2010. Năm nay, tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường sẽ kéo dài từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 với chủ đề Nước sạch và vệ sinh môi trường bền vững. Hai nội dung chính được nhấn mạnh trong tuần lễ này là cải thiện môi trường nông thôn và nước sạch, vệ sinh môi trường cho các cơ sở công cộng, nhất là các trường học và các cơ sở y tế. Cũng trong buổi lễ phát động đã diễn ra các hoạt động như rửa tay bằng xà phòng, trồng cây và khởi công công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường đã thực sự trở thành phong trào, thu hút người dân trong cả nước cùng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, gìn giữ và bảo vệ nguồn nước sạch vì sức khỏe cộng đồng. Sáng nay tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phát động tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động thường niên và năm nay, tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường sẽ kéo dài từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 với chủ đề Nước sạch và vệ sinh môi trường bền vững. Hai nội dung chính được nhấn mạnh trong tuần lễ này là cải thiện môi trường nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường cho các cơ sở công cộng, nhất là các trường học và các cơ sở y tế. Trong điều kiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường ở một số vùng nông thôn và thành thị còn kém, tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải sinh hoạt của người và gia súc ngày càng tăng, thì việc xuất hiện và lây lan một số dịch bệnh như tả, lỵ, thương hàn là rất dễ xảy ra. Các hoạt động như rửa tay bằng xà phòng, trồng cây và xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt là rất cần thiết. Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia thì đã đề nghị Chính phủ và Quốc hội là tiếp tục xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015. Và thứ hai, bên cạnh cái chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đó, thì nó gắn với một cái chương trình rất là lớn của Đảng và Chính phủ, đó là cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Và trong các cái tài liệu mà xây dựng nông thôn mới thì đề xuất tiếp tục thực hiện cái chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó chú trọng đến cái việc tức là chúng ta đẩy mạnh thêm cái lĩnh vực vệ sinh là một, và cái thứ hai là phát triển về bền vững, tức là các công trình nước sạch và các công trình vệ sinh đã xây dựng được thì chúng ta phải tổ chức quản lý vận hành thật tốt để phát huy được cái hiệu quả của nó. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch đã thực sự trở thành phong trào thu hút sự tham gia của người dân trong cả nước vì sức khỏe cộng đồng. Quản lý và chất lượng nước chưa cao, đây cũng là những khó khăn chung của nhiều địa phương trong điều kiện kinh tế còn hạn hẹp. Trạm cấp nước Thịnh Đức Nam thuộc địa bàn xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, công trình này được thiết kế để cấp nước sạch cho hơn 300 hộ dân trong vùng sử dụng. Tuy nhiên sau khoảng 5 năm vận hành, công trình này trở nên quá tải do nhu cầu sử dụng của hộ dân tăng và nguồn nước ngầm bị cạn kiệt. Cái trạm mà nước sạch đây được trang bị thì nói chung là người dân chúng tôi đây toàn sử dụng là bằng từ ăn uống cho đến vệ sinh và tăng ga, nó thật sự đấy cũng đã dùng nước sạch hết. Chỉ trừ những cái trường hợp là coi như sau khi mà mất điện ấy, thì bà con thì hơi lúng túng. Mỗi khi mất điện thì trạm cấp nước không thể bơm nước phục vụ bà con. Nhưng quan trọng hơn là ngay cả khi có điện, nguồn nước ngầm cũng không đủ để bơm phục vụ và dự trữ. Chưa kể một số địa phương vùng cao nguồn nước bị ô nhiễm, nên khi có trạm cấp nước thì chất lượng nước cũng chưa cao. Tỉnh đấy quan tâm đến xã Yên Lãng này, cũng khoan cho giữa xã tôi là một cái giếng khoan, nhưng mà hiện nay là nó chỉ đủ cung cấp được 500 hộ thôi, bây giờ hơn là không đủ được, cái đá vôi là vẫn còn. Có nhiều lý do khiến các công trình nước sạch chưa đủ đáp ứng nhu cầu người dân. Đó là chưa tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và khai thác khoáng sản làm giảm lưu lượng nước. Giải pháp ở mỗi địa phương đưa ra phụ thuộc vào tình hình thực tế. Chúng tôi cũng sẽ quan tâm đó là sẽ tăng cường cái công tác đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung ở những cái vùng mà tập trung đông dân cư cũng như là có cái nguy cơ ô nhiễm cao. Và trong cái giai đoạn tới thì có thể nói rằng là những cái công trình mà có cái quy mô phục vụ từ 300 hộ dân trở lên thì sẽ giao cho cái đơn vị chuyên nghiệp quản lý để mà duy trì cái tính bền vững của công trình. Hết năm 2009,
Thái Nguyên có 84% người dân có nước sạch sinh hoạt, 65% có nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường, một số nguồn khác cùng với vốn đối ứng do dân đóng góp, cũng như nhiều địa phương khác, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư một số trạm cấp nước phục vụ nhu cầu của bà con, nhất là một số vùng cao khó khăn. Cấp nước sạch nông thôn được xác định là một chương trình quốc gia mang tính xã hội cao. Chính vì vậy, ngay từ khi xây dựng các công trình cấp nước nông thôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trương đầu tư hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia. Bên cạnh mục tiêu phục vụ là chính, các công trình cấp nước nông thôn còn hướng tới mục tiêu kinh doanh để bù đắp kinh phí đầu tư. Điều này đã thực sự đem lại lợi ích cho người dân nông thôn. Chị Võ Thị Liên ở thị trấn Phước Thới, huyện Đất Đỏ giờ đây thực sự yên tâm về nguồn nước máy sử dụng từ năm 2009 đến nay. Với 4 nhân khẩu, mỗi tháng gia đình chị tiết kiệm chỉ dùng hết 6 mét khối nước với giá thành chưa đến 30.000 đồng. Đây là một mức giá gia đình chị chấp nhận được với điều kiện nước luôn được cung cấp đủ mỗi ngày. Trước kia chưa có cái nguồn nước này á, thì em đi cung cấp nước của nguồn nước và tư nhân. Tại vì chiều mình đi làm về thì cúp điện lại cúp nước nữa, cũng hơi cực chút. Nên từ lúc mà có nguồn nước sạch thì cung cấp tới nay thì nước em xài 24/24. Lúc cúp điện thì em dẫn tới nước sạch bình thường, nguồn nước trong sạch. Điều khác biệt và hiệu quả của chương trình cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính là tự quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn tùy từng thời điểm. Chính sự chủ động này đã giúp cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nâng cấp và bảo dưỡng tốt các nhà máy cung cấp nước tại 15 khu vực. Mô hình quản lý chúng tôi là xác định ngay từ đầu là trung tâm là quản lý từ ngay khi mà xây dựng cho đến khi vận hành khai thác. Nên là nó khác như ở các tỉnh khác là có thể giao cho xã, có thể giao cho một cái tổ hợp nào đấy. Nên là những cái việc giao cho xã và tổ hợp thì các bạn đã thấy rồi. Thì cái chuyện là sau một vài năm thì việc vận hành nó sẽ khó khăn, rồi kinh phí để sửa chữa bảo dưỡng không có. Mặc dù chi phí thi công lắp đặt cao, trung bình 150m một đường ống trên một hộ dân, nhưng đến nay toàn tỉnh đã có gần 30.000 hộ dân được lắp đặt đồng hồ nước với chất lượng không thua kém nước do các doanh nghiệp sản xuất, phục vụ khu vực thành thị. Ngoài việc cấp nước sinh hoạt cho người dân, các nhà máy nước còn cung cấp nước đủ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong vùng sử dụng. Cấp sân nước là 24/24, còn về chất lượng thì chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi đã xác định là nước phải đảm bảo chất lượng. Ngày trước là nước đảm bảo chất lượng một tiêu chuẩn 1329 Bộ Y tế, đến năm 2009 thì theo quy chuẩn 01 và quy chuẩn 02 của Bộ Y tế. Biên chế ít nên khó khăn về công tác hành chính, quản lý khách hàng, vật tư đã được giải quyết hoàn toàn bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Thu tiền nước vốn là công việc phức tạp đã được đơn giản hóa bằng việc sử dụng chính những người dân địa phương làm đại lý thu nợ với số tiền ký quỹ tương đương mức thu hàng tháng. Điều này giúp trung tâm tránh thất thoát tiền nong và giảm lượng nhân công không cần thiết. Đây cũng chính là cơ sở để Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang, hiện nay nguồn nước ngọt trữ trên kênh rạch trong nội đồng thuộc dự án ngọt hóa Gò Công, huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công, cùng với dự án ngọt hóa Phú Thạnh, Phú Đông, huyện Tân Phú Đông chỉ đảm bảo cung cấp phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân đến ngày 21 tháng 5, tức là trong vòng 10 ngày tới. Hiện nay, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị Điện lực Tiền Giang ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm cấp nước trên địa bàn các phường để phục vụ bơm cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2 vạn hộ dân vùng nhiễm mặn gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Tỉnh cũng đã vận động nhân dân không xuống giống rau màu, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các tổ chức cá nhân cản trở dòng chảy, xả chất thải nguy hại gây ô nhiễm nguồn nước, tập trung bơm vét khẩn cấp cứu khát cho nhân dân trước tình hình khô hạn và nhiễm mặn đang diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu mùa khô năm 2010, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức cho trên 40 điểm cấp nước công cộng đảm bảo nước sinh hoạt cho 17.000 hộ dân ở thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông, 1.700 hộ dân huyện đảo Tân Phú Đông. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng trạm cấp nước thô tại Bình Đức, Châu Thành nhằm đưa nước ngọt về phục vụ cho nhân dân Duyên Hải, Gò Công với công suất là 11.000 mét khối một ngày đêm, tích cực bơm vét lấy nước thô trong nội đồng, dự án ngọt hóa Gò Công và dự án ngọt hóa Phú Thạnh, Phú Đông để tạo nguồn nước và giải quyết khẩn cấp cơn khát cho dân trong khi chờ mùa. Nhà
Nhằm khắc phục tình trạng các công trình cấp nước tập trung, xuống cấp hoặc hoạt động không hiệu quả, một vấn đề nan giải ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, thì nhiều địa phương đang đẩy mạnh giải pháp xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư cải tạo và vận hành công trình. Tại Hà Nam, một vùng trọng điểm về ô nhiễm arsen trong nước ngầm, việc đầu tư cải tạo xây mới các công trình cấp nước theo phương thức này đang mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng. Nhà máy nước sạch thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân sau gần 10 năm bỏ hoang vì chính quyền và người dân địa phương không có 55% kinh phí đối ứng xây dựng đường ống cấp nước tới các khu dân cư đã hoạt động cách đây gần 1 năm. Thực hiện đề án xã hội hóa việc cải tạo xây dựng công trình cấp nước của tỉnh, công ty cổ phần Sông Châu đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng cải tạo nhà máy và lắp đặt đường ống cấp nước đến từng hộ gia đình. Doanh nghiệp được thu phí sử dụng nước theo quy định của tỉnh. Trong quá trình lọc thu, chúng tôi đã lên sẵn phương án đảm bảo được cái giá thành làm sao cho tốt nhất. Tất cả những cái phụ vật liệu phục vụ cho quy trình lọc nước, chúng tôi phải đảm bảo làm sao cho nó hài hòa nhất, giá thành rẻ nhất để đảm bảo được lợi ích cho nhân dân. Người ta làm sao người ta sử dụng nguồn nước của mình đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý. Sau gần 10 năm chờ đợi, hơn 4.000 người dân thị trấn Vĩnh Trụ đã được sử dụng nước sạch, chấm dứt việc sử dụng nguồn nước giếng khoan vốn đã bị nhiễm arsen rất nặng, có nơi gấp hơn 70 lần tiêu chuẩn cho phép. Khi có nước sạch là dân rất phấn khởi, chắc chắn là cái nguồn nước sạch này sẽ cung cấp giảm bớt cả cái tính khó khăn cũng như là cái bệnh tật cho nhân dân. Với phương thức nhà nước đầu tư khoảng 60% kinh phí cho địa phương để xây dựng trạm cấp nước, doanh nghiệp và nhân dân địa phương xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước và quản lý vận hành, Hà Nam đang cải tạo 11 công trình cấp nước cũ xuống cấp và xây mới 7 công trình. Các vùng trọng điểm về ô nhiễm arsen được thực hiện trước, đảm bảo cuối năm nay sẽ có khoảng 75% dân số của tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh đã loại bỏ hoàn toàn arsen. Trung tâm nước chúng tôi thì thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống cùng với doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp về mặt từ cái việc mà tổ chức thi công cho đến về các cái vấn đề về mặt kỹ thuật như sâu nắp rồi là giám sát cái việc lắp đặt những cái thiết bị trong công trình. Arsen là một kim loại nặng chủ yếu có trong các nguồn nước ngầm. Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhằm khắc phục triệt để tình trạng nước nhiễm arsen ở Hà Nam cũng như một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, giải pháp quan trọng nhất đó là xây dựng công trình cấp nước tập trung. Việc huy động các nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng đầu tư, cải tạo, quản lý và vận hành công trình cấp nước như ở Hà Nam sẽ không chỉ góp phần sử dụng bền vững công trình mà còn giải quyết triệt để tình trạng sử dụng các nguồn nước ô nhiễm. Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã chính thức công bố giải thưởng về năng lượng bền vững toàn cầu cho chương trình khí sinh học của Việt Nam. Đây là một trong những dự án năng lượng bền vững hàng đầu thế giới vừa được trao giải thưởng này tại London với số tiền thưởng 20.000 bảng Anh. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại sứ quán Hà Lan khẳng định, chương trình khí sinh học Việt Nam bắt đầu từ năm 2003 với sự hợp tác của chính phủ Việt Nam và Hà Lan nhằm mục tiêu hỗ trợ người dân xây dựng các hầm biogas, phát triển ngành khí sinh học. Đến hết năm 2009, chương trình đã xây dựng được hơn 78.000 công trình khí sinh học, không chỉ giúp người nông dân xử lý triệt để chất thải chăn nuôi mà còn tạo ra một nguồn nhiên liệu sạch thay thế sử dụng than đá và củi đốt, giảm phát thải khí CO2. Một kết quả quan trọng nhất của chương trình là đã tạo ra một nhận thức mới cho bà con nông dân trong việc ứng dụng các công nghệ sạch. Mục tiêu của chương trình sẽ hoàn thành hỗ trợ xây dựng trên 160.000 công trình khí sinh học ở 50 tỉnh, thành phố vào cuối năm tới để nhân rộng trên địa bàn cả nước. Nhằm thực hiện tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường, một trong 17 bộ tiêu chí để công nhận đạt tiêu chuẩn mô hình nông thôn mới, hiện nay thì nhiều địa phương đã tăng cường năng lực của các hợp tác xã nông nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường. Việc làm này không chỉ đảm bảo cho các hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh hiệu quả mà còn mang lại những lợi ích trực tiếp cho cộng đồng. Phóng sự được thực hiện tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngay năm nay, vào mỗi buổi chiều, tổ vệ sinh môi trường của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Trực Đông, xã Trung Đông, huyện Nam Trực lại đến từng thôn xóm để thu gom rác đưa đi xử lý. Tổ vệ sinh môi trường có hai chiếc xe vận chuyển rác, tuy khá thô sơ nhưng lại phù hợp với đường đất nông thôn, thu gom 100% rác thải phát sinh trong ngày. Người dân ở đây là 100% là họ có ý thức, là họ em đi xe đến họ đổ rác lên xe, không để bừa bãi như trước nữa.
Xã Trung Đông vừa được tỉnh Nam Định đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu xử lý rác rộng hơn 5.000 m2. Những nhân viên này được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Nam Định hướng dẫn kỹ thuật xử lý rác thải, đảm bảo bãi rác không ảnh hưởng đến khu dân cư. Người dân đóng góp 1.800 đồng một người một tháng, đủ chi phí xử lý rác, trả lương cho công nhân và một phần lợi nhuận bổ sung vào nguồn vốn của hợp tác xã. Cùng với việc xử lý rác thải, hợp tác xã Trực Đông cũng được tăng cường năng lực để quản lý công trình nước sạch, cung cấp cho hơn 1.400 hộ dân. Hộ dân trả tiền nước qua đồng hồ và được sử dụng nước sạch theo nhu cầu. Tất cả bà con xã viên này, nhân dân này đều hưởng ứng và đóng góp đầy đủ về công trình nước sạch để đem lại sức khỏe cho nhân dân. Cùng với các nguồn thu từ dịch vụ nông nghiệp, hoạt động vệ sinh môi trường đã mang lại doanh thu đáng kể cho hợp tác xã. Mặc dù chỉ là hợp tác xã quy mô của 3 thôn, nhưng hợp tác xã này có nguồn vốn lên tới 4 tỷ đồng, lợi nhuận tăng gần 10% một năm. Tôi bám sát được cái tình hình thực tế của địa phương và các cái nhu cầu về đời sống tinh thần vật chất của các hộ sinh viên để mà phục vụ, để đáp ứng được nhu cầu họ. Cho nên là được các hộ sinh viên đồng tình ủng hộ rất cao. Trong cái việc chấp hành giao nộp các cái chỉ tiêu về các dịch vụ thiết yếu và dịch vụ thỏa thuận. Tỉnh Nam Định có 13 hợp tác xã nông nghiệp đang thực hiện hiệu quả các dịch vụ nông nghiệp và vệ sinh môi trường như hợp tác xã Trực Đông. Trong bối cảnh nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta chưa phát huy được hiệu quả, thì đây là mô hình đáng chú ý bởi hợp tác xã này đáp ứng được mục đích kinh doanh có lãi và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đang phối hợp với các địa phương chú trọng hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, tăng cường năng lực cho các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường. Sốt xuất huyết tiếp tục bùng phát mạnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với sự gia tăng đột biến về số ca mắc bệnh. Tại tỉnh Bến Tre, bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành ở hai huyện ven biển đó là Ba Chi và Bình Đại. Mặc dù chính quyền địa phương đang rất nỗ lực trong công tác phòng chống bệnh, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, mà chủ yếu ở đây là do ý thức phòng dịch của người dân vẫn còn rất nhiều hạn chế. Tính đến thời điểm hiện nay, Ba Chi là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh Bến Tre về số người mắc bệnh sốt xuất huyết với 1.248 ca. Đây là huyện ven biển thiếu nguồn cung cấp nước sạch. Vì vậy, để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, người dân dùng lưu và hồ để dự trữ nước mưa. Thế nhưng chính tập quán này là điều kiện thuận lợi để lăng quăng phát triển và sản sinh mũi dằn, tác nhân gây nên bệnh sốt xuất huyết. Tụi tôi đây là dân, tụi tôi đây đa số là chứa nước mưa để uống, với lại nấu ăn. Tôi biết cũng như nếu mà dự trữ mà nếu mình không kỹ thì cũng sẽ sinh ra lăng quăng. Theo khuyến cáo của cán bộ y tế, người dân có thể thả cá bảy màu hoặc cá lia thia vào các chuồng cụ chứa nước để diệt lăng quăng. Thế nhưng người dân lo ngại chất thải từ cá, bởi đây là nguồn nước chính dùng để uống và nấu ăn. Bà con mình lo ngại là trước hết là mình thả cá vô chất thải của cá nó dơ ra, nó thải ra dơ ra là bà con mình sợ ô nhiễm nguồn nước, cái nguồn nước mưa rất là hiếm, bà con sợ đổ đi rồi thành ra chỗ cái nguồn nước nó không đủ cung cấp. Còn huyện Bình Đại có số ca mắc sốt xuất huyết đứng thứ nhì ở tỉnh Bến Tre. Dịch bệnh thường tái phát ở ba xã gồm Giang Quế Đông, Giang Quế Tây và Thới Lai. Đây là các địa bàn chế biến dừa tập trung, nước mưa đọng lại rất nhiều quanh nhà, trên chính những gáo dừa bỏ đi sau chế biến. Ở đây, nguyên nhân tái phát bệnh sốt xuất huyết được chính quyền địa phương khẳng định bắt nguồn từ ý thức kém trong vệ sinh môi trường. Cơ sở đồng dừa thì chúng ta chỉ thấy là xung quanh chúng ta đây là gáo dừa, vỏ dừa, tàu dừa, mo dừa. Điều kiện thuận lợi nhất cho mũi ở sinh sôi nảy nở thì mưa xuống có điều kiện nó sẽ sinh ra mũi, mũi thì lội mũi sốt xuất huyết ra truyền bệnh cho dân. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bến Tre, đến nay toàn tỉnh có hơn 3.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong. Trước tình trạng sốt xuất huyết tăng nhanh như hiện nay, ngoài một số biện pháp dập dịch và phòng dịch mà ngành chức năng tỉnh Bến Tre đang thực hiện, thì người dân cũng cần chủ động hơn trong việc phòng bệnh cho mình. Sự chung tay của toàn xã hội là cơ sở giảm thiểu sự phát triển của dịch bệnh như hiện nay. Thưa quý khán giả, nếu việc sử dụng nước mưa của người dân ven biển tỉnh Bến Tre là nhu cầu bắt buộc, thì những gáo dừa xung quanh nhà hoàn toàn không thể có lăng quăng chỉ với một động tác hết sức đơn giản như thế này. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng quan tâm thực hiện những việc làm hết sức thiết thực như vậy. Điều này đã được chứng minh là hàng ngàn ca sốt xuất huyết đã xảy ra ở tỉnh Bến Tre mỗi năm.
Với địa hình núi cao, độ dốc lớn, không có sông suối và nguồn nước ngầm, vùng lục khu Cao Bằng gồm các xã của huyện Hà Quảng và một số khu vực lân cận, từ lâu đã trở thành một khu vực khan hiếm nước sinh hoạt nghiêm trọng nhất trong số các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây, từ các nguồn vốn, chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn vốn đầu tư khác của nhà nước cho vùng sâu vùng xa, hàng loạt các công trình nước sạch đã được xây dựng, cải thiện đáng kể cuộc sống của đồng bào. Hồ chứa nước Tấy Trên, xã Thường Thôn, huyện Hà Quảng, xây dựng lọt giữa một thung lũng núi đá. Với dung tích khoảng 3.500 mét khối, hồ này cung cấp đủ nước sinh hoạt cho hơn 5.000 người dân trong xã và các khu vực lân cận. Đây là một trong số 21 hồ chứa nước ở vùng lục khu. Với các hồ chứa nước này thì tất cả các nguồn nước tự nhiên đều được tận dụng một cách triệt để đảm bảo ngay kể cả vào mùa khô thì đồng bào vẫn có nước để sử dụng. Việc xây dựng hồ chứa nước ở khu vực này đòi hỏi phải khảo sát kỹ lưỡng. Sau khi phát hiện được mảnh nước, chọn địa hình tương đối bằng phẳng, việc thi công gia cố đáy hồ là biện pháp quan trọng. Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã ứng dụng công nghệ lót đáy hồ bằng vải địa kỹ thuật của Viện Khoa học Thủy lợi đảm bảo thu giữ nước triệt để. Hồ vải địa kỹ thuật ở vùng này thì nó có một cái lợi thế, tức là nó tận dụng được các cái vùng địa hình lõm ở gần mạch độ xuất lộ về mùa mưa. Cái thứ hai nữa, đây là một cái loại vải nó có độ giãn đến 300%, cho nên là có thể chịu được các cái địa chấn nhỏ ở tại địa phương. Các hồ nước sau khi xây dựng được giao cho chính quyền và cộng đồng địa phương quản lý, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh kiểm tra giám sát chất lượng nước. Tỉnh Cao Bằng cũng khuyến khích người dân xây dựng các bể lu chứa nước mưa. Bằng nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, mỗi hộ dân được hỗ trợ 90% chi phí đầu tư xây dựng. Gia đình thì được nhà nước hỗ trợ cho làm được 2 cái lu. Và còn chúng tôi cũng chủ động xây thêm là 2 cái bể 12 khối nữa. Và trong khi đó là chúng tôi hứa nước mưa là cả 2 mái nhà, 2 bên. Tích trữ những cái mùa khô để sử dụng. Hơn 2 năm qua, từ các nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho vùng cao, tỉnh Cao Bằng đã đầu tư hơn 45 tỷ đồng để cải thiện điều kiện cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường cho hàng ngàn hộ gia đình ở lục khu và các huyện vùng cao biên giới. Từ thành công trong việc huy động người dân tham gia quản lý, đầu tư vận hành công trình cấp nước, trong năm tới, tỉnh này sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 50 tỷ đồng để cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch cho các thôn bản, trường học, trạm y tế, đồn biên phòng. Quản lý nước sạch tập trung hiện tỏ ra khá hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt việc quản lý tập trung mà Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã vận hành toàn bộ hệ thống các trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn. Cách làm này không những tránh lãng phí ngân sách đầu tư mà còn giúp mở rộng địa bàn cấp nước phục vụ tốt tại nhiều khu vực nông thôn của tỉnh. Đưa vào vận hành từ năm 1997, trạm cấp nước xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên dường như hoạt động xuyên suốt 24/24 giờ, nhưng đến nay cả hệ thống vẫn luôn hoạt động tốt, chất lượng nước phục vụ khá ổn định. Với công suất 20 khối một giờ phải phục vụ liên tục cho 945 hộ dân, sau một thời gian dài, đơn vị quản lý đã không tốn nhiều chi phí cho việc sửa chữa, kể cả nâng cấp mở rộng công suất. Chính việc theo dõi vận hành sát sao kỹ lưỡng đã giúp công trình duy trì được kết quả này. Mình quản lý cái hệ thống cấp nước thì tất cả trạm thì nó liên kết nhau điều hòa cái lượng nước giữa cái trạm mà thừa công suất với cái trạm thiếu công suất. Còn về cái kỹ thuật á, thì mình sẽ đảm bảo được sửa chữa kịp thời đối với trạm có sự cố đột xuất. Thứ hai là bảo trì bảo dưỡng định kỳ các hệ thống độc như hàng tháng hàng năm. Thì mình được thành lập cái tổ chức cái phần sửa chữa kịp thời đó để đảm bảo được cái tất cả các trạm cấp nước kéo dài thời gian tuổi thọ. Gần 15 năm qua, Chi cục Phát triển Nông thôn Sóc Trăng đã duy trì tốt chương trình quản lý tập trung hệ thống cấp nước của đơn vị. Từ vài ba trạm đầu tay đến nay, Chi cục đã áp dụng cho tất cả 133 trạm cấp nước tập trung trên địa bàn toàn tỉnh. Chẳng những nâng cao tuổi thọ công trình, tiết kiệm chi phí sửa chữa, mà việc quản lý tập trung còn giảm kinh phí vận hành hệ thống nhờ có lực lượng kỹ thuật trình độ chuyên môn quá cao. Hiệu quả về mặt đầu tư vận hành không dừng lại ở đó. Trong quá trình vận hành thì có những trạm
mới đưa vào hoạt động thì nguồn thu không đảm bảo chi. Thậm chí đặc thù thì có những cái địa bàn vùng sâu vùng xa điều kiện khó khăn, thì cái nguồn thu đối với trạm này thì khó có thể đảm bảo được chi phí vận hành bảo dưỡng. Tuy nhiên thì nhờ quản lý tập trung cho nên chúng tôi điều hòa được cái nguồn tài chính đối với những trạm thu có tích lũy cho những trạm mà thu không đủ chi. Hướng tới của tỉnh thì cũng tiếp tục là duy trì cái mô hình quản lý này và nâng dần lên có hiệu quả hơn. Hiện nay nhiều tỉnh như Bạc Liêu, Cà Mau và Tiền Giang, hầu hết các trạm cấp nước nông thôn đều giao cho chính quyền cơ sở, thậm chí là các tổ hợp tác quản lý vận hành. Điều này đã dẫn đến nhiều trạm không thể hoạt động, xuống cấp hư hỏng. Mô hình quản lý tập trung các trạm cấp nước như Sóc Trăng đã khắc phục được tình trạng này. Chương trình còn tạo điều kiện cho đơn vị mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch đến nhiều vùng nông thôn, mật độ dân cư thưa với giá phục vụ.